bán photo rồi mình nó cũng làm bán photo Facebook là cá nhân thì làm bán thông rồi Zalo số điện thoại 0903169631. Ngay lúc này đây mình đang có cái em đi trên con đường như là đường màu trắng, đi cứ đi đâu thì nói đó, nhưng mà không thích là để các bạn toán toán đầu này. Cái xe mà đang đi là chiếc BMW tức là
giới thiệu cho các bạn cái hệ thống treo. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là nhiệt độ của két nước là 98 độ C. Còn nhiệt độ ngoài trời á, nhiệt độ không khí là 32 độ C. Đây vô hệ thống treo đây. Đây là hai người trên đường. Nó có thể là hai người vô trong cái địa hình nữa. Đó, hai người địa hình. Hai người đường bình thường. Đường bình thường nó nhẹ nhàng hơn, địa hình thì nó nặng hơn. Rồi thông nhấn chuyển qua. Đây là một người. Một người nha các bạn, một người nó cũng có đường thường và địa hình. Một người và hành lý. Người và hành lý nó cũng có, trong người và hành lý nó cũng có hai chế độ là đường thông thường và địa hình. Rồi, Thông thì đang chở đi hai người. Chỉ hai người thôi thì Thông chuyển đúng chế độ đó là hai người. Hai người đường bình thường. Thông vô địa hình thì Thông sẽ chọn là hai người địa hình. Hai người đường bình thường. Rồi trong lúc chạy xe thì các bạn chỉ quan tâm cái đó thôi. Còn cái nút này đó là nút xoay này thì là khi gắn cái Garmin. Cái Garmin là Garmin Navigator. Thế hệ xe này 2020 thì mình xài Navigator 6. Là mình gắn vô trong đây. Gắn vô đây thì các bạn sẽ chỉnh cái này. Đó, xoay lên xoay xuống nhấn vô. Xoay lên xoay xuống nhấn vô. Không chạy đề ba nó chút xíu nữa, có lẽ là xin phép là hết video này. Rồi giờ vui thì các bạn ơi, mình là Phan Thông, số điện thoại 0903169631. Đó, Phan Thông thường thỉnh thoảng làm những cái video clip giới thiệu mục đích là mua bán xe mô tô phân khối lớn hải quan chính ngạch. Ngoài ra tiện thể trên lúc Thông đi công việc hoặc đi chơi có cái cảnh đẹp, Thông cũng mạn phép quay lại chia sẻ lên YouTube để hầu chuyện cùng các bạn, cũng mong làm quen với các bạn gần xa. Mục đích chính của Thông đương nhiên là mua và bán mô tô phân khối lớn. Bên cạnh đó, cái mục đích khác cũng rất là quan trọng, cũng muốn được cái sự tương tác của các bạn. Nếu như các bạn có xem và nghe qua cái lời lẽ hoặc là cái cách về diễn đàn của Phan Thông, ngoài cái vài chuyện mà nói được mua hay có cái việc bán hay giao dịch với Thông, nếu như các bạn bất cứ ai chưa giao dịch gì cả, không chịu được giao dịch gì cả mà có thắc mắc về vấn đề liên quan đến xe mô tô phân khối lớn hay là xe hai bánh nói chung, về thủ tục pháp luật như là công chứng, rút gốc, sang tên di chuyển, đóng thuế, tất cả vấn đề đó các bạn bị vướng hay là bị nói khó hiểu chỗ nào, cứ mạnh dạn bình luận cho mình hoặc là inbox với Phan Thông. Thông sẽ hồi đáp sớm nhất có thể. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những cái video khác.